Này thấm lau nhà luôn. Trời ơi em lau nhà gì sao anh thấy quần quện dữ vậy em? Cái gì? Tao lau nhà gì chơi quần quện gì? Thiệt mới lau nhà sao anh thấy quần quện nó trời vậy? Thì em lau như ngồi bữa thôi chứ có gì đâu quần quện. À, quần quện chân à, trời ơi mới lau nhà gì mà quần quện thấy ghê trời. Thì em lau xong một hồi em đi em dặm lại là hết quần à. Trời ơi em lau xong còn đợi em dặm lại cái nữa hả? Thì em đi ra cái nó có dấu vết chân thì nó hết cái ba cái quần trắng à dễ hẹp. Nè đâu đi ra thử coi hết vết chân không? Thì em đi ra thì nó có luôn vết chân như nè, em chừng nào em dặm hết này là nó đen lại mới gặp à. Thấy không? Thấy dấu vết chân em không? Trời mới đi đó. Về nhìn cái nhà quần quện thấy ghê mà lau nhà còn như không lau nhà nó lại luôn rồi. Trời ơi em lau nhà giống như người ta lau thôi thì em cũng bỏ nước rồi cũng bỏ nước lau nhà vô rồi lau lên nó bóng gì đồ gì nữa. Lau nước lau nhà hả? Ừ nó có bọt nè. Sao mà kỳ vậy đó nhà gì mà ấy đó giờ em không biết cách lau luôn hả? Thì lau gan gì chứ sao ai cũng lau giống mà em chứ đâu phải mình lên em lau vậy đâu. Anh không tin thì thôi chứ anh muốn sao? Mới đâu về không bữa nay hất kèo nhậu hay gì rồi về kiếm chuyện phải không? Trời ơi, bà này thiệt quá lau nhà tôi cũng thua quá luôn rồi. Bây giờ anh chỉ một cách lau là không có cần phải đi dặm lại, không lẽ mỗi lần lau là phải đi hết cái nhà anh dặm lại cho nó sáng sao? Ừ. Không lẽ lau nhà phải dặm lại cho nó sáng hết trơn cái nhà rồi mới sao? Chứ giờ lau làm sao? Đó giờ tôi biết lau vậy thì ai lau làm sao tôi lau vậy, người ta cũng lau giống như ghen tôi mà. Bây giờ bà lấy tôi chạy kem đánh răng đi, giờ tôi chỉ cho. Vì vậy ba, tự nhiên lấy kem đánh răng làm gì, nhắc này đâu có, tôi thức dậy tôi đánh răng rồi. Tôi đánh cho bà cho sáng cái răng bà lên. Thôi, răng tôi sáng à, không cần đâu. Thôi, răng tôi sáng à, không cần đâu. Ôi, ghê chưa? Ghê chưa? Vậy chứ bây giờ bà vô bà lấy kem đánh răng đi, tôi làm cho bà cái này nè. Làm gì trời, tự nhiên lấy kem đánh răng hả? Ừ. Bộ ông có bí quyết mới nè hả? Sao đó giờ ông không chỉ tôi? Thì tôi có bí quyết mới, bà lấy ra đi tôi chỉ cho nè. Mệt quá. Kem đánh răng nào cũng rửa hết trơn hả? Ừ, kem nào cũng được trơn á. Tôi tính đầu biết rồi, tôi không ấy. Sao mà tôi biết được thì từ đó giờ tôi lau hệt vậy? Tại ông tới nhà ông đi nhậu không có nhà đâu mà biết tôi lau làm sao? Thì thôi đi lỡ rồi nhậu nhẹt gì lắm, ta nhậu một bữa mà. À, bà nhìn đây coi. Làm gì? Nhìn quần quện này nha. Thì tôi đi, ghét tôi dặm, ghét là nó cũng hết quần hả? À, bây giờ bà nặng như đây cho tôi để thao xích đây cho Hồng. Thao nước này đúng không? Mình chế nước vô. Ừ, thao nước và nặng dùm tôi chừng chở hai lần đánh răng á, hai bàn chải răng. Hai bàn chải răng. Một rưỡi thương đường á. Rồi nhiêu được đó, đó bằng hai lần đánh răng rồi đó. Bà đánh một lần bà đánh một lần bao nhiêu đâu hả? Nặng cái tuổi nhìn mắc cử rồi làm gì quậy lên sao? Rồi lao rồi, lỡ lao rồi thấy cái cây lao quậy lên rồi nhúng cái dĩa lao quậy lên. Cái cây lao mình nhúng đen dừa hả? Không, dừa tôi phải dắt tay đó. Dắt tay thì lấy gì dắt tay đây, hãy vô. Giống như mà nhúng xà bông vậy đó, quậy lên giống như xà bông bình thường vậy đó. Vậy hả? Ừ. Rồi tôi cũng giặt như bình thường chứ vậy. Ừ, giờ tan hết cho mình ăn chưa? Chưa nữa. Quậy cho tan hết nó dính lên cái này. Rồi. Tao quậy cho tao. Mà không kia tôi nhúng vô. Chết rồi. Rồi, thôi một kem đánh răng rồi đó. Rồi, thấy là thấy cái này vẽ sạch chưa nè. Cho mọi người coi này vẽ sạch chứ này vẽ luôn nè. Đó. Thì cũng giặt như giặt đồ vậy hả? Sạch hơn nãy không? Nó ra sình ra không? Đó, trắng là vẽ rồi. Rồi bà dắt đây bà la cho tôi coi. Rồi không có nhắm chắc là nó hết quần không? Chắc, rồi không hết quần thì chịu tôi nhậu nữa. Ủa lần sau? Ủa không, chị tôi không nhậu, lộn. Nhậu biết quen rồi, xin đi nhậu không à. Rồi, gắn và lao bình thường như tôi đi, nó bóng còn hơn cái răng bà nữa. Thì không mà nha. Thiệt, chứ... gắn thôi. Cha không mua cái gì mà cái này thấy khó khăn mỗi lần. Như đi lúc có... giới vậy. Rồi, đẩy rồi đó. Để đi, thơm không? Thơm một kem răng không? Thơm một kem răng chứ không có thơm mùi khác. Thì đúng rồi, bà mua kem răng hiệu Comfort á. Nó thơm lắm. Có bán không? Có, mới sợ đó. Tôi bán cho mày nè. Vậy mà cũng kêu nữa. Rồi giờ tôi lao rồi đó. Lao mà đợi rồi. Nó khô mới biết được chứ. Rồi lao rồi đi, đợi nó khô đây nè. À, tôi cho bà coi hai bên để tôi kiếm cách nào tôi vô cho coi mọi người coi được đây ta. Ừ, mà công nhận hình như nó sạch hơn á. Đây nè, mọi người coi nè, đó. Đó, em quay lại cho coi nè.
không phải bà nước bên khô luôn nha, khoan từ từ đó đó ngưng cái đi. À đó, tôi cho bà coi nè, quay trên cam thì nó hơi khó thấy thiệt nhưng mà cũng thấy nè. Nè một bên ấy bên này nó, một bên ấy là rồi mọi người coi đây đó. Tại thấm lao xong một chút đi rồi thấy kết quả liền, nó sáng bóng lên hơn bình thường nhiều lắm, bóng lưỡng rồi thấy không? Đó bà nhìn đó, đó có cần phải bà đi lại không? Rồi bây giờ chịu khó đợi chừng khoảng chút xíu đi, chứ giờ tôi không biết làm sao cho nó khô liền cho. Ông ngồi xuống hỏi cho nó khô đi. Thôi khỏi đi, mệt lắm. Chứ sao biết chừng nào nó mới khô được. Bà hỏi đi, bà hơi nhiều, bà chữ nhiều quá, bà hỏi đi. Tôi mà lao một hồi mà không bóng một cái ha. Sao không bóng? Là tối nay ngủ ngoài sân. Hả? Đó, xong rồi đó. Đừng có lao lại nữa, biết nào khô. Đó, tôi lao, nãy giờ tôi lao có nhiêu đó đó thì. Đó, thấy bóng lưỡng chưa? Thì cũng... Có cần ố không? Có ố như nãy không? Thì bóng thì cũng có bóng đó mà. Để tôi coi coi. Coi gì nữa coi vậy? Tôi coi coi nó không có bị ố như ông nói không? Thiệt mà, không ố thiệt. Bây giờ đợi hay sao? Chứ giờ làm gì giờ, nó chưa khô rồi sao? Lấy thùng bia nhậu chứ làm gì giờ? Nhậu, tối nhà nhậu. Nhậu xong cho dơ chứ mình lau lại nữa. Hay quá ha. Ở cái nhậu. Bắt kèo nhậu hay lắm, bữa nay hắt kèo hay gì đó, mấy về đây kiếm chuyện tôi đó mà. Đó, thấy coi có ố không? Ừ, như không ố ha, gáo rồi kìa. Bóng lên liền không? Anh này quậy nước với nước cũ á, nước nó còn ba cái dơ á, cho nên nó cũng hơi không bóng không ấy, chứ còn bình thường bóng dữ lắm. Vậy đó hả? Ừ. Thì bởi vậy tôi, nãy không kêu tôi. Ai biết rồi, đang lao rồi tôi lỡ kêu lao luôn rồi, hồi lao lại chứ sao giờ? Không, nhưng mà nó cũng đỡ ố hơn nãy nhiều rồi đó. Ừ, đâu có ố nữa, đâu có ố nhiều nữa đâu. Hay với người ta, tự nhiên ai chỉ ông vậy, ai chỉ ông cái cách đó vậy, hay vậy? Tôi nghiên cứu trên mạng người ta chỉ này kia nọ, bà không biết nghiên cứu gì trơn á. Vậy chứ tối ngày ông đi nhậu rồi tôi ở nhà tôi có biết đâu. Ông chỉ tôi, ông tìm hiểu, vậy là ông biết lâu rồi mà ông chỉ tôi nè. Ông chỉ bà nào phải không? Tôi biết lâu rồi, chỉ bà nào đâu, có bà nào đâu mà chỉ, nên bà đó. Thôi à, tôi vô, tôi chuẩn bị đồ hồi đi làm nữa. Làm gì? Ông mà làm gì ông nói tôi nghe coi. Làm. Tiếng kèo nhậu chứ làm gì? Tôi đi làm mồi. Làm mồi nữa hả? Thôi, tôi đi à.